Bạn nghĩ sao về câu chuyện tình bạn giữa một con rồng siêu năng lực và một cậu bé háo hĩnh? Phải thừa nhận rằng bộ phim này đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc tuyệt vời. Chắc ai cũng thắc mắc rằng, tại sao loài thủy quái này đã tuyệt chủng hàng triệu năm về trước nhưng bây giờ vẫn còn tồn tại ở đây, và nó còn là một người bạn tri kỷ của một cậu bé? Hãy cùng Đầu Gấu Review theo dõi bộ phim này nhé! Câu chuyện bắt đầu từ một cậu bé tên là Loki. Cậu nhóc này vô tình nhặt được một quả trứng kỳ lạ ở ven biển. Chắc có lẽ quả trứng này đã ở đây trong suốt mấy thập kỷ qua, nhưng chưa một ai nhìn thấy nó cả. Loki nhanh chóng đem quả trứng về phòng làm việc của bố mình để tìm hiểu xem. Tuy nhiên quả trứng này lại rất khác biệt, nó màu xanh và có rất nhiều chất nhờn chảy ra. Loki cẩn thận tháo hết lớp vỏ của quả trứng, nhưng lúc này người mẹ đã sai cậu bé Loki đi làm việc khác. Đột nhiên quả trứng kỳ lạ này đã cử động một cách lạ thường. Đến khi trời đã tối, Loki cảm thấy có điều gì đó bất an. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy cánh cửa phòng của ông bố đã mở toang ra. Cậu bé nhanh chóng chạy đến căn phòng để kiểm tra quả trứng hồi sáng. Tuy nhiên lúc này nó đã bị vỡ ra. Điều đó có nghĩa là đã có một thứ gì đó từ bên trong quả trứng đã nở. Loki bắt đầu lo sợ, từ từ lần theo tiếng kêu của sinh vật lạ đó. Đúng như thế, nó chính là một con ngựa biển được nở từ bên trong quả trứng ra. Chú ngựa nước rất nhút nhát, còn cậu bé Loki thì lại rất thích sinh vật lạ này. Loki đã cho chú ngựa nước thức ăn và tìm cách tiếp cận nó. Cuối cùng thì chú ngựa biển cũng đã dần có thiện cảm với cậu bé. Thế là Loki quyết định không cho ai biết về sự tồn tại của nó. Thật ra cậu bé này rất đáng thương, vì ngay từ khi còn nhỏ thì cha của Loki đã đi bảo vệ tổ quốc và không bao giờ quay trở về được nữa. Một hôm nọ có một đoàn quân muốn ở lại nhà cậu để tập trận, ba mẹ con của cậu bé cũng đành phải chấp nhận việc này, vì trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai những người lính này rất cao quý. Quay lại tình thế của chú ngựa nước, con vật này lại vô cùng háu ăn, ăn rất nhiều nữa là khác. Loki còn làm cho chú ngựa biển một thùng nước nhỏ để nó tự bơi lội, nhìn nó thật sự vui sướng chưa kìa. Nhưng một hôm mẹ của Loki đã thuê một anh chàng giúp việc dọn dẹp lại căn phòng làm việc của ông bố. Loki thấy thế bắt đầu lo lắng, không biết rằng chàng trai giúp việc có phát hiện ra chú ngựa nước hay không. Loki đã yêu cầu người giúp việc không cần phải dọn dẹp ở căn phòng này nữa, nhưng chàng trai chỉ tuân theo lệnh của người mẹ. Vấn đề bây giờ là cậu bé Loki không còn thấy chú ngựa biển ở đâu. Cậu nhóc đã tìm nó xung quanh ngôi nhà nhưng vẫn không thấy. Thật ra chú ngựa biển đang lẩn trốn trong căn nhà. Không may rằng con chó của quân lính lúc này cũng đã thấy nó. Con chó lì lợm này bắt đầu rượt đuổi theo chú ngựa nước, còn chú ngựa thì chỉ biết lê lết cái bụng mỡ bỏ chạy nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa la lên kêu cứu mà thấy thương thật. May mắn sau lúc này sợi dây đã giữ chân con chó lại. Khu nhà bếp đã trở nên bề bộn vì một con chó đáng ghét khiến cho chủ nhân của nó rất giận dữ. Lúc này phía bên cô chị gái của Loki đã hét lên một tiếng thật lớn. Loki cố gắng ngăn cản chị của mình hãy giữ im lặng, sau đó giải thích hết đầu đuôi câu chuyện cho cô chị gái nghe. Lúc này chị gái cũng đã yên tâm phần nào, hứa với Loki rằng sẽ giữ bí mật về sự tồn tại của chú ngựa nước. Tuy nhiên con pet của Loki mỗi lần đói thì lại kêu rất to, đồng thời chàng trai giúp việc cũng đã đến phòng của chị gái để sửa ống nước. Cả hai chị em bắt đầu lo lắng, tìm cách không để cho anh chàng đó vào bên trong, nhưng sao qua mắt được anh chàng này. Anh ta tận mắt thấy sinh vật lạ như thế này cũng rất bất ngờ, sau khi nghe Loki giải thích tất cả mọi chuyện thì mới biết được sự tồn tại của nó. Thế là cả ba người quyết định sẽ giữ bí mật này không cho ai biết, nhưng bỗng một hôm con pet của Loki đã lén lút ra khỏi phòng, con chó hư hỏng lần trước cũng đã ngửi thấy mùi của nó và lập tức chạy đến. Xin chào em, anh đứng đây từ chiều giờ. Chú ngựa nước nhanh chóng bỏ chạy, khắp cả căn nhà đều toang hoang do hai con thú lì lợm đó gây ra, thậm chí bữa tiệc thịnh soạn của quân lính cũng bị phá đám. Chú ngựa nước sợ hãi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Nó còn ngụy trang thành cái tượng đá để đánh lừa con chó, đúng kiểu ngu như cờ hó là có thật. Con pet của Loki nhìn thấy bên dưới hồ thấy có rất nhiều cá, nó lập tức nhảy xuống hồ ăn tươi nuốt sống từng con. Qua ngày hôm sau anh chàng giúp việc đã thấy chú ngựa nước to hơn rất nhiều, chính vì thế cậu bé Loki đành phải chấp nhận về việc thả con ngựa nước về lại với tự nhiên, như thế cuộc sống của nó mới trở nên tốt đẹp hơn. Loki cảm thấy rất buồn, nhưng nếu ở bên cậu bé suốt đời thì có ngày cũng gặp chuyện xấu. Cho đến một hôm có hai người đàn ông câu cá trên hồ, lúc này cần câu của ông già bị cắn chặt lại, tưởng rằng đã câu được con cá siêu to, nhưng đến khi sinh vật đó lu cái đầu lên thì ông bạn này như hồn siêu phách tán, éo phải con cá đâu mày ơi, nó là con thủy quái đấy, bộ mày say rượu lắm rồi hay sao mà nói xàm xí thế. Ngay lúc đó con pet của cậu bé Loki đã kéo con thuyền họ lượn thật nhanh, pha này chắc về đoàn tụ với các cụ là vừa. Vài ngày sau cậu bé Loki đã lén lút chạy đến hồ để gặp lại thú cưng của mình. Quả nhiên bây giờ chú ngựa nước đã lớn hơn rất nhiều. Thật ra không phải là ngựa nước nữa mà chính là một con rồng biển. Cả hai người bạn tri kỷ ấy đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Kể từ đó tình bạn của họ cũng đã mãnh liệt hơn rất nhiều. Có một con pet siêu năng lực như thế này thì ai mà không thích. Tuy nhiên một ngày nọ quân lính lại tập trận ngay ở trên hồ, Loki đã cố gắng ngăn cản họ lại. Nếu thử bom đạn bên dưới hồ nước sẽ gây nguy hiểm cho con rồng. Tuy nhiên lời nói của cậu bé không có giá trị, thế là con pet của Loki tội nghiệp bị tấn công một cách đáng thương, bom đạn nổ thật mạnh như cái chết đang tìm đến với nó vậy. Tối hôm đó Loki quyết định cùng anh chàng giúp việc chạy ra hồ tìm lại con rồng, nhưng bây giờ con rồng đang rất giận dữ, nó còn tấn công luôn cả cậu bé, có lẽ trận bom đạn ác liệt đã thay đổi bản tính của nó. Con rồng không muốn làm bạn với cậu bé Loki nữa, và lập tức bỏ đi.
Nhưng ban đêm quân lính tuần tra trên hồ thì đã phát hiện ra con rồng, một trận chiến sống còn thật tồi tệ xảy ra với các anh lính. Một tên vội vàng liên lạc cho sĩ quan về việc họ bị tấn công trên hồ nước. Anh ta nghe xong thì tưởng rằng quân địch đã đến được tận đây, liền hạ lệnh cho quân lính nếu thấy thứ gì đó ở trên hồ nước thì thẳng tay bắn bỏ hết. Con pet của cậu bé Loki bây giờ đã tấn công luôn những người lính. Cậu bé thấy thế cố gắng thuyết phục con rồng hãy dừng lại, không muốn nó phải trở thành quái vật hung ác. Loki vội vàng lội xuống nước tiến lại gần con rồng, không may cậu nhóc này vô tình trượt chân chìm xuống bên dưới đáy hồ. Lúc đó con rồng đã thức tỉnh lại được lý trí, lập tức lặn sâu xuống dưới cứu lấy chủ nhân của nó lên bờ. Tưởng chừng như Loki đã không qua khỏi kiếp nạn này, ai ngờ con rồng đã gầm lên một tiếng thật lớn khiến cậu bé tỉnh dậy, nó đã cứu Loki một mạng. Sĩ quan và mẹ của Loki lúc này cũng đã chạy đến, nhìn thấy con rồng thì họ không ngờ rằng truyền thuyết ông cha kể là có thật. Một giống loài đã tuyệt chủng hàng triệu năm về trước vẫn còn tồn tại ở đây, nhưng lúc này quân lính của sĩ quan bắt đầu tấn công, cậu bé Loki vội vàng nhảy lên lưng của con rồng nhanh chóng bỏ chạy, sĩ quan đã liên lạc lại với quân đội hãy ngừng tấn công, cơ mà sóng điện thoại lúc này đã bị ngắt kết nối, họ chỉ có thể lên tàu để đuổi theo cậu bé Loki và con rồng. Đám binh lính ở trên bờ thì không biết đằng xa kia là thứ gì, lập tức ra sức tấn công rất ác liệt. Cậu bé Loki đã bảo con rồng hãy lặn thật sâu xuống bên dưới để được an toàn hơn. Lúc này đám quân lính còn kéo cả tấm lưới sắt lên để ngăn cản họ lại, Loki và con rồng biển đã không thể thoát ra khỏi đây được nữa. Bà mẹ và sĩ quan cố gắng thuyết phục cậu bé Loki hãy quay trở lại với họ, con rồng biển cần phải ở một mình, biết rằng tình thế bây giờ không thể cố chấp được nữa. Loki chỉ có thể ôm con rồng biển lần cuối, mày biết không, mày chính là một người bạn thân nhất mà tao từng có, từ nay về sau cho dù chúng ta không gặp lại nhau nữa, hãy nhớ rằng mày phải sống cho thật tốt. Sau khi an ủi con rồng biển xong, cậu bé đã quay trở lại con tàu cùng với người mẹ và sĩ quan. Con rồng cũng đã hiểu ý của chủ nhân, đã đến lúc nó cần phải trở về ngôi nhà của nó chính là biển cả. Con pet của Loki đã dùng hết sức cố gắng phóng qua tấm lưới sắt của đám binh lính, kết quả là đã làm đổ luôn cả ngọn tháp của họ. Tuy nhiên mọi người vô cùng vui vẻ, cuối cùng chú ngựa đã có thể ra biển cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Đây cũng là lần cuối mà họ có thể nhìn thấy nó xuất hiện trên mặt biển, còn cậu bé Angus thì lưu luyến với đôi mắt thắm đượm nỗi buồn. Và kể từ đó không còn một ai nhìn thấy con rồng biển đó xuất hiện nữa. Nó đã biệt tăm mãi mãi, và cậu bé Loki ngày nào cũng đã trở thành một lão già. Ông ta dựa vào câu chuyện có thật của mình để truyền cảm hứng cho mọi người. Một tình bạn tri kỷ rất khó để quên đi. Nếu thấy câu chuyện hay thì nhớ ủng hộ kênh Đầu Gấu nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.